cristiana. Como el negro, la nueva de mujer. Perdón. Jaira, reina, me prepara para mirar. Allá. Bueno, no, yo estoy hablando, no, en la semana de la casa. Vaya a vivir. Pues yo estaba en el segundo carajo. Pues el momento de la y tú estás jata, yo estoy con él. Voy a dejar a mi sentimiento. No sé. Era chido su hombre. Era chido él. Tenía que ir a dirigir el gran de Hacha. 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 Bài thi rất dễ nhưng mà cái này chúng ta khó khăn được. Thứ hai, tài của chúng ta là cái gì? Tài của chúng ta là một cây thép tròn dài 4 mét. Chúng ta dùng cát là các bạn. Bây giờ tôi muốn múc một cái vật nâng tròn 4 mét thì các anh tìm cho tôi sẽ dùng 2 sợi nhé, không phải treo cái gì nhé, dùng 2 sợi sẽ qua như này, qua tìm cho tôi chỗ móc tải này, cái này là của nó, cái buộc dây vào đâu, hai bên dây buộc vào, buộc vào đâu cho cân thì đương nhiên nhiều chỗ để cân được. Căn mua đầu của bạn, tại sao các căn mua đầu của bạn? Thế mới đúng. Tải này không quan trọng dài bao nhiêu mét. Chúng ta nhớ cho tôi một nguyên tắc là 2L=4. Khi mà buộc dặn cây, phải là cây 1L=4. Không, vật ngắn của cái gì khác. Vật ngắn thì tôi đang nói vật dài. Vật ngắn của anh thì rất dễ. Ở đây tại sao là điểm móc treo lại ở chỗ này? Như chúng ta cẩu một cây sắt phi 16 hay phi 2, chúng ta sẽ cảm nhận ở đây điểm võng nghề, đầu này võng trong đây. Điểm võng nghề là võng trong đây. Điểm võng này võng trong đây. 4 điểm võng này bằng nhau. Thì khi đấy anh nâng cái vật này lên, cái điểm này cũng anh nâng cao hẳn lên rồi. Đúng rồi. Thì cái này chúng ta đây là có L. Và chúng ta cứ L/4. L/4. Nhớ là như thế này. Cái này chúng ta đọc cái thép thì chúng ta phải có cái đánh dấu. Chúng ta có bút xóa chiều này, chúng ta cũng không có bút xóa. Hoặc cái bút vạch thì tùy hay cái gì đấy. Chúng ta đánh dấu được cái này thép này, cái chia đây. Ở móc thì chúng ta không móc xuống đây. Bài thi của chúng ta rõ nhỉ. Bây giờ chúng ta sẽ thực hành cái phần chi nhánh. Đây chi nhánh lại chúng ta điểm lên đây. Ai đang làm trước được tôi? Tôi sẽ làm của anh như thế này. Nhà đến chút rồi. Có công cụ hỗ trợ nhìn trên phía trước thì rất là đẹp hết. Và là cháu nó chè cùng đeo kính thì sáng với đôi mũ. Đây nhá, chúng ta nhanh chú ý này. Anh cũng quay chú ý này. Đầu tiên lớp của chúng ta đây là tải bắt đầu nhá. Chúng ta nâng lên 2 cm được chưa? Để bắt đầu chậm. Trước khi vào tăng tác thì chúng ta phải có bắt đầu vào đây. Như thế, anh ra ngay này. Thế là bắt đầu vào đây. Bước thứ hai là chúng ta định nâng vật hay hạ vật bao nhiêu cm. Bước thứ hai của anh là 2 cm. Chính xác. Chúng ta sẽ sản xuất của anh. Có phải đấy. Được không? Bước này chúng ta chưa biết là lên đây xuống. Đúng không? Mà là bước này chúng ta là phải chậm. Chúng ta phải lên chậm. Đấy, chúng ta là lên chậm. Đúng không? Đến 2 cm thì tôi là dừng theo mặt của tôi. Đúng không? Chưa, dừng đúng không?
thầy. Ok, thì cho là của tôi là không có sai. Sai là nhất trận thì mới là sai. Đúng rồi, chính theo mặt của tôi. Tiếp theo là bây giờ chúng ta lên tải từ 20 cho đến 1 mét. Lên tải, chính xác, phải không? Lên tải đến chỉ 1 mét rồi, dừng hoạt động, dừng theo chỉ dẫn. Khai thác động, dừng, dừng theo chỉ dẫn. Dừng đây là dừng một đâu? Dừng là mới kết thúc bài thi như thế này. Được chưa? Đây là vẫn đang trong quá trình đang thao tác nên không có thằng này. Nhưng mà chúng ta dừng khi đây hai người đổ cho nhau. Tiếp theo này, bây giờ chúng ta từ vị trí 1 mét xuống 20 cm. Đúng rồi. Chỗ này là ta hạ tải rồi đấy. Đấy, anh sẽ làm hạ tải rồi đấy. Đúng rồi. Xuống đến 20 cm là ta lại phải dừng. Anh lại cho dừng. Đúng rồi. Dừng ở đây rồi sau đấy là chúng ta mới đoạn xuống đất. Dừng xuống đất. Không phải đây là xuống đất rồi, không còn cái đoạn này. Lên thì có, nhưng cái đoạn kịch của ta xuống đất rồi. Ta không chỉ thị cái điểm cuối nữa. Nó khác một chút này. Chỉ thị cũng được nhưng mà nó biết chính xác, biết bao nhiêu là chính xác. Nhưng người ta chỉ xuống chậm. Xuống chậm là đủ rồi. Để xuống chậm. Rồi. Và cuối cùng khi tải được xem lên ngắm anh kết thúc bài thi. Dừng tất cả. Đúng không? Rồi, cảm ơn anh. Đấy, chú ơi. Vậy hả? Như thế là chúng ta sau một cái ví dụ về cách thức chúng ta đi. Đúng không? Thế bây giờ là tôi cần hai người. Bây giờ không phải một người, hai người. Nghĩa là một người đọc cho tôi các ví dụ này. Đúng không? Một người đọc ví dụ này. Và một người theo đó. Chúng ta làm cứ khoảng tầm một cặp này và một cặp nữa. Để mình nhớ hơn cái vấn này. Chiều chúng ta sẽ ra cái đó. Bây giờ mời cho hai bác bên này, hai bác đội bạn bên này vừa có tuổi mà vừa đeo kính. Một anh đã giúp cho, một anh đọc cho cái người xuống này và một anh cảm giác anh đọc cái này nào. Đầu tiên là thế nào nhỉ? Rồi, nó quay lại.
Đây là chiều xuống này. Đấy. Lên chậm, đầu tiên này là bắt đầu này. Lên chậm. Bắt đầu này. Sau đấy là chúng ta chỉ định khoảng cách tải 200 m này. Được không ạ? Tải thì người ta chưa biết là lên hay xuống thì chúng ta là lên tải với tốc độ chậm. 200 m rồi thì chúng ta làm thế nào? Lên 200 m rồi, làm thế nào? Dừng đi chứ. Dừng, dừng thì chúng ta kiểm tra hàng hóa có bỏ chứ. Đúng không ạ? Dừng. Tiếp theo mình lên tải lên. Kiểm tra hàng hóa móc bỏ vân vân. Tiếp theo từ 20 đến 80 là lên tải tốc độ đấy, được chưa? Đến cái độ 1 m rồi thì chúng ta sẽ dừng và chúng ta chuyển sang bước xuống. Bước xuống của nó là từ đây đi xuống đây là 80, được chưa? Còn bước xuống đến 80 rồi thì cái chỗ này thì anh là 20 là xuống rất chậm. Bản chất của mình, ý tôi là không bao giờ một phát quỳnh một phát hàng để tiếp cận ngay với đất. Luôn có một khoảng trống. Người ta nói là khoảng trống này là lên ở khoảng 20 cm. Người sau khi lên cũng được không sao cả, nghĩa là ai không bị tiếp xúc. Không có cái khoảng không? Cái đến cái khoảng này chúng ta phải dừng. Nghĩa là người sinh nhanh phải sao tiếp tục là dừng. Người sau khi rồi thì lại đổ. Bây giờ anh đứng sang như này, anh đứng sang để chúng ta hạ lại. Đây, hạ xuống đây. Đúng rồi, đấy là súng chậm rồi. Súng này là giữ cái tay đúng rồi. Tay ra đây, thẳng tay này. Ngón tay này vẽ thành một vòng tròn để kìm cái quảng tay này, chứ còn ngón tay này hoàng hoàng không. Kìm tay chúng ta vẽ thành một vòng tròn. Dừng vào đâu, đến 2 cm rồi. Dừng vào đâu. Đúng rồi. Xuống tải chậm, còn cách cung tất cả nhà anh biết rồi, xuống tải chậm. Đúng rồi. Và cuối cùng khi tải xong rồi thì chúng ta sẽ kết thúc vào đây. Không mà. Đúng rồi, về trước, về sau. Thế là chậm. Được chưa? Rồi, cháu đây anh. Được đấy. Được đấy. 9 nhẹ thôi. 5 nhẹ thôi. 9 rồi. Bây giờ chúng ta sẽ xem cái video qua thi khoảng 30 phút cho nên chúng ta sẽ chuyển sang bài kiểm tra nhé. Nhất thời gian này. Một cái trường hợp như thế này.